the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric ride, you make me feel alive. I know July is gone, you make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Nhà Mới TV. Những cái hình ảnh quý vị và các bạn vừa xem đó chính là mẫu nhà hôm nay Nhà Mới TV sẽ chia sẻ đến mọi người xem. Review chi tiết về một công trình trọn gói mà chúng tôi thi công tại đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những công trình điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh mà Nhà Mới TV bàn giao vào cuối năm nay. Công trình này xây dựng trên cái diện tích khoảng tầm 50m2 nha quý vị. Với 50m2 thì phần sân trước khá là nhỏ và phần diện tích còn lại khoảng đâu đó 45m2, ngang 4m và chiều sâu khoảng tầm 11m nha quý vị. Tổng chiều dài căn nhà này là khoảng tầm 12m. Chúng tôi thiết kế là một trệt, hai lầu và một tum, bao gồm 3 phòng ngủ, phòng khách, bếp, sân thượng trước sau. Công trình này bàn giao cho gia đình chị Mai tại Gò Vấp. Quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm nhiều mẫu nhà đẹp trên kênh Nhà Mới TV. Chúng tôi có rất nhiều mẫu nhà lửng, nhà cấp 4, nhà lầu cũng như là nhà phố. Bên cạnh đó thì sắp tới sẽ có rất nhiều mẫu để chia sẻ đến quý vị và vì vậy hãy đăng ký kênh cũng như ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, những lượt chia sẻ nha. Và sau đó chúng tôi sẽ chia sẻ những mẫu này kèm theo những bản vẽ thi công để mọi người tham khảo trước khi xây nhà. Nói sâu hơn về công trình này, đây là một công trình chúng tôi thi công cho gia đình chị Mai, như đã nói là ở quận Gò Vấp của Thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích thiết kế xây dựng trên khuôn viên ngang 4m và chiều sâu là 12m. Chúng tôi sẽ chừa khoảng sân trước nha quý vị, khoảng tầm 2m, gần 2 thôi. Diện tích thực tế còn lại là 4 x 11, thiết kế một trệt, hai lầu và một tum. Ở phía trước á, như mọi người thấy á, với cái không gian nhỏ gọn trên cái đường hẻm ở trong Thành phố Hồ Chí Minh á, nó khá là chật chội nên là chúng tôi sẽ mở cửa bên hông này quý vị nha. Và cái phần mặt tiền mọi người đang thấy đây, chúng tôi sẽ sử dụng đá là đá mao bồ nha quý vị. Sân này sẽ làm cao hơn tại vì đường đây họ chưa làm nên thành ra sẽ làm cao, để sau này chúng ta khỏi phải nâng cấp. Về mẫu nhà này thì tôi xin chia sẻ như vậy. Đây là một mẫu khá đặc biệt và Nhà Mới TV thi công cũng như là thiết kế đột phá hơn, khác những cái mẫu mà mọi người đã xem. Ở phía trên phần mặt tiền quý vị, nó không giống như những mẫu nhà phố hiện đại, nhưng đây là kết hợp sự đơn giản, hài hòa trong cái thiết kế cũng như là cách phối màu của Nhà Mới TV. Ở trên tầng trên đó quý vị, mọi người thấy cái khoảng không gian mà chúng tôi thiết kế là cái phần đua ra để sử dụng cho hai phòng ngủ phía trên á, thì chúng tôi sẽ làm nhẹ nhàng bằng cách là phía trước như mọi người đang thấy á, chúng tôi sẽ sử dụng cái nhựa giả gỗ màu nâu một chút xíu để nó tạo điểm nhấn cho căn nhà. Gam màu chúng tôi sử dụng ở đây không phải là gam màu trắng mà nó sẽ là màu hơi nâu một chút xíu nha quý vị, màu nâu nhẹ thôi. Và rất tiếc là ở khu vực này không thể có những hình ảnh file cam để mọi người xem, nên là anh chị cô bác cần những thông tin thì chúng tôi có thể là tặng bản vẽ để mọi người xem, tại vì nhà này sẽ có bản vẽ 3D đầy đủ nha quý vị. Anh chị cần tham khảo thì hãy liên hệ với Nhà Mới TV qua số điện thoại 0937053096 hoặc theo dõi chúng tôi trên Zalo, Fanpage và kênh YouTube Nhà Mới TV nha quý vị nha.
bây giờ thì quý vị và các bạn sẽ cùng Nhà Mới TV khám phá cái điều đặc biệt chúng tôi làm ở mẫu nhà này nha. Với 40m2 đi quý vị, 40m2 cho cái diện tích sử dụng ở đây nha quý vị, tại vì 4 x 11 mà phía sau chừa khoảng tầm 1m rồi, nên phần diện tích còn lại để sử dụng cho căn nhà này. Thì cái phòng khách này á, nhỏ gọn thôi chứ không có lớn hơn đâu. Chắc chắn thì quý vị và các bạn sẽ nói là với phòng khách nhỏ vậy thì tiếp khách ở đâu, hoặc là nếu nhà có người tới chơi. Yên tâm đi, ở công trình này chúng tôi thiết kế 3 phòng ngủ còn một phòng khách sinh hoạt chung ở trên này, rất là đẹp, chúng ta sẽ tìm hiểu từ từ nha. Về không gian của cái phòng khách này thì với thiết kế khoảng tầm 16m2, 4x4 16 nha quý vị, chúng tôi làm một cái không gian tivi đơn giản, nhỏ gọn, xinh xắn ở đây. Đây là những cái mảng gỗ MDF kèm theo là cái tấm than tre, nhưng mà nó cách điệu, và cái sản phẩm này mới chúng tôi mới đưa vô để cho cái mẫu nhà này nó lạ mắt hơn. Vì quý vị và các bạn sẽ xem rất nhiều mẫu của Nhà Mới TV nên thành ra là các mẫu sắp tới chúng tôi đều làm cho nó mới lạ và nó đẹp, để có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng cũng như là những bạn xem để tham khảo chuẩn bị xây nhà. Chúng tôi sẽ tạo cái điểm nhấn bằng cách là khi làm chúng tôi sẽ xây cái tường, đặt những cái kệ bằng cái gỗ công nghiệp MDF vô, nó vừa dễ thương mà nó đẹp, có chỗ chúng ta trang trí. Và thêm phần nữa là chủ nhà yêu cầu Nhà Mới TV làm có một cái không gian thờ, nên thành ra chúng tôi sẽ tạo một cái vách ở đây để làm cái vách thờ. Và điều đặc biệt là phía sau này chúng tôi tận dụng thêm cái không gian để làm cái chỗ để đồ nha quý vị, rất là độc đáo. Chỗ này thì nhìn nó đơn giản thôi quý vị, chứ không có đặc sắc gì đâu, nhưng mà cái gam màu nó sẽ phù hợp với cái mảng gỗ này cũng như là những cái điểm nhấn mà chúng tôi chọn. Ở 16m2 với cái trần thạch cao ở đây thì quý vị nhìn nó rất là đơn giản, chúng tôi không có làm cầu kỳ, cũng không có tạo những cái bậc cấp đèn hắt, nhưng mà ở đây thì chỉ cần một cái lõm nhỏ xíu đặt vừa cái quạt thôi, thì cái không gian này vừa đủ cho một cái phòng khách khoảng tầm 16m2 nha quý vị nha. Phía trong này sẽ là phòng bếp và phòng ăn. Thì khi thiết kế chúng tôi sẽ đặt cái cầu thang qua bên này. Cũng chia sẻ đến quý vị và các bạn, chúng tôi có gần 1 năm để trao đổi cũng như tư vấn và chốt phương án thiết kế cho khách hàng. Vì chị Mai ở đây chị cũng có làm trong ngành kiến trúc nên là chị cũng biết về những cái không gian cũng như là cách bố trí cái công năng sao cho nó phù hợp, nên thành ra chúng tôi có một điểm lợi thế là như vậy. Nếu như quý vị nhìn kỹ thì những cái mảng tường này nó sẽ to hơn, và chúng tôi sẽ làm bằng cách là uốn nó đi một chút xíu để nó không có cái góc cạnh, nhìn nó dễ chịu. Và chỗ này thì sẽ sử dụng một cái tấm lam làm nhựa giả bê tông. Chỗ này thì đặt thêm 2 cái kệ, rất là đơn giản thôi nhưng mà rất là bắt mắt. Đây, đây một không gian bếp rộng rãi. Và điều đặc biệt hơn là khi thiết kế chúng tôi sẽ cắt một cái khoảng hành lang phía sau để làm gì quý vị? Để làm cái giếng trời thông tầng lên trên. Nhà này có 2 cái giếng trời luôn để cho nó thoáng quý vị, vì phía sau không mở được cửa, nếu mà để vậy nó sẽ bí, nên thành ra là không gian bếp này chúng tôi sẽ chừa cái khoảng này và làm một cái cửa lùa. Phía sau này có thể làm được một cái nhà vệ sinh đó quý vị. Ở không gian bếp này chúng tôi làm gọn gàng với 2 gam màu xám và trắng. Những phần này chúng tôi thiết kế cho khách hàng đầy đủ luôn, và những cái sản phẩm kèm theo. Bếp không có quý vị nha. Và có máy hút mùi nè. Bên này có kệ nâng hạ nó chắc chắn rồi. Đây có chậu rửa nè. Và tủ lạnh không có. Ở một cái không gian nhỏ gọn xinh xắn như vậy, với một cái thiết kế như vậy là hợp lý quý vị nha. Tại vì khách có đến chơi nhà hay là chúng ta làm đồ ăn ở đây, thậm chí để bàn ở đây cũng được, nhưng mà theo tôi thì nên để phía ngoài, về bếp ở đây là đủ rồi. Và nếu khách đến chơi nhà có thể sử dụng một nhà vệ sinh ở đây. Tại vì hơn 40m thì quý vị và các bạn sẽ không có nhiều sự lựa chọn đâu. Cái cách thiết kế ở đây chúng tôi muốn cái không gian nó thật tiện nghi, rộng rãi và thoáng. Và với cái tầng trệt này thì như vậy là vừa đủ quý vị. Còn nếu như chúng ta có thể đổi thì chọn cái phương án nhà tận lưng cũng được. Nhưng mà với gia đình chị Mai đây thì chị muốn làm một trệt 2 lầu và 1 tum và sân thượng phía trên. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu kỹ hơn nha. Đây, ở cái phần cầu thang này á, chúng tôi thiết kế 2 gam màu, màu trắng đá vân mây và màu xám, kèm theo những cái đèn led này rất là đẹp quý vị. Tay vịn chúng tôi sử dụng gỗ sồi, kính cường lực, nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Còn bên hông á, phía sau vách thờ chúng tôi sẽ tạo những cái vách ngăn như vậy và để những cái kệ như vậy để đồ trang trí, tận dụng thêm cái không gian. Chỗ này thì đi lên với cái không gian chỗ này, chúng tôi sẽ làm thêm một cái đèn hắt, nó sẽ đẹp hơn cái cầu thang mình, và cả nhà mình nó sẽ giống như là có nhiều điểm nhấn. Đây, đây là tầng lầu và lại lầu thứ hai, tầng trệt tầng lầu. Ở tầng lầu này hồi nãy tôi có nói với quý vị sẽ có một cái phòng sinh hoạt chung rất là đẹp, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ ở đây trước nha. Chỗ này sẽ có một cái không gian lấy ánh sáng từ giếng trời,
từ trên xuống rất là đẹp mà nó sáng, nó thoáng cả nhà. Và khi thiết kế chúng tôi sẽ đẩy hai cái phòng ngủ qua hai bên, tận dụng cái không gian của giếng trời bên này, chúng tôi sẽ mở một cái nhà vệ sinh bên nào không này. Đây, nhà vệ sinh ở đây. Còn bên này sẽ làm phòng sinh hoạt chung, cũng là phòng khách luôn. Phòng này khoảng tầm 18 m². Đây là phòng khách gia đình cũng như phòng sinh hoạt chung luôn. Và điểm độc đáo ở cách thiết kế, quý vị thấy không? Rất là đơn giản. Chỗ này chúng tôi sẽ sử dụng những cái tấm PU. Nó là nhẹ lắm nha quý vị, vật liệu nhẹ, trang trí thôi, nhìn nó đơn giản nhưng mà khá là bắt mắt. Và sắp tới những cái thiết kế nhà máy TV sẽ cố gắng đưa những cái sản phẩm mới vô để cái công trình cũng như là cái những cái căn nhà nó sẽ đẹp hơn cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Ở đây thì chúng tôi tạo một cái không phải tủ TV, kệ TV quý vị, và làm những cái đèn hát này nè, nó sẽ rất là đẹp, đơn giản thôi. Còn trên trần cao chúng tôi đóng và gắn những cái lam bằng nhựa da gỗ, nhìn rất là dễ thương. Đó, nó rất là đơn giản. Và chỗ này quý vị tạo một cái vách CNC để lấy không gian thoáng từ giếng trời xuống. Nhưng mà cái phòng này nó rộng và nó sáng, nó thoáng, nó đẹp kèm theo, tại vì nó có một cái giếng trời phía này đây. Chúng tôi sẽ lấy ánh sáng từ giếng trời. Đó, mở cửa ra thì làm thêm cái khung sắt này để bảo vệ, giống như là một cái ban công giả. Trong cái phối cảnh thiết kế của chúng tôi, ý tưởng là sẽ lấy cái không gian thoáng bên này nè để bằng những cái gạch ô gió. Nhưng mà quý vị biết sao, tại vì trong thành phố Hồ Chí Minh không phải không gian nào chúng ta cũng sử dụng được đâu, nó sẽ bị ảnh hưởng cũng như là lối xóm xung quanh và cái không gian của những cái hộ liền kề, nên là thành ra là chúng tôi phải bắt buộc phải xây kín và bằng cách là lấy ánh sáng từ giếng trời xuống. Chỗ này có thể làm được cái phòng ngủ, nhưng mà chủ đầu tư ở đây muốn là có 3 phòng ngủ thì phòng này là phòng sinh hoạt chung rồi. Nhìn đơn giản lắm quý vị, cái gam màu xám trắng nè. Chỗ này á, bò cái cạnh này lại, chỗ này để vuông vắn ra, lạ mắt lắm. Làm những cái đợt như vậy để đồ lên, trang trí cũng khá là đẹp. Chỗ này thì nhấn thêm một cái mảng sóng nhựa giả bê tông. Nhìn đơn giản thôi nhưng mà rất là bắt mắt. Và chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ phía mặt tiền đây quý vị. Nhưng mà ở trên tầng này thì sẽ sử dụng nhà vệ sinh ở đây. Đó, bên hông này là nhà vệ sinh, còn đây là phòng ngủ. Phòng ngủ này rộng rãi. Hồi nãy tôi có nói với quý vị là ở các cái phòng ngủ chúng tôi sẽ làm một cái ban công giả. Đây, đây là phần ban công giả để mở cửa sổ cũng như là tạo thêm một cái không gian thoáng. Nó khá là bắt mắt quý vị, và cái không gian nhà mình nó sẽ rất là đẹp, cũng như là tận hưởng cái không gian lấy ánh sáng từ giếng trời để cho nó thoáng. Đây, một phòng ngủ này rộng rãi, để giường đây. Chỗ này chúng tôi sẽ tạo một cái vách lam giả gỗ. Khi làm như vậy quý vị nha, chúng tôi sẽ tạo một cái đèn hát và để một cái mảng tường như vậy cong lên đây, trang trí khá là đẹp. Bên hông đó thì chúng tôi sẽ làm một cái tủ áo liền với luôn. Đây, tôi đóng cửa cho mọi người xem. Gam màu của cái tủ này nó sẽ tèm với cái không gian và rất là đẹp quý vị, nó rất là nổi bật. Tại vì nó sẽ là màu nâu nè và cảnh nó màu xám trắng. Khi thiết kế cái này để khách hàng để giường vô thì bên này đã có một cái bàn trang điểm rồi nè. Đó, những cái sản phẩm này chúng tôi làm cho khách hàng luôn, đầy đủ luôn. Còn bên này á sẽ là cái chỗ để TV cũng như là trang trí để kệ đồ, làm cho khách hàng một cái kệ để sách, và chỗ này những cái kệ nhỏ uốn vòm lên trên kia. Chỗ này sẽ sơn cái mảng từ sơn hiệu ứng để thêm một cái kệ để TV, khá là đơn giản. Và quý vị nhìn không, cái màu này cộng thêm màu này và cái màu gạch nền rất là đẹp. Đây là màu xám xi măng, và dạng gạch này là nó không phải là gạch bóng kính nha quý vị, gạch mờ nhám, đi rất là dễ chịu. Và hình như là đây là công trình đầu tiên chúng tôi sử dụng cái gạch này quý vị. Với một phòng ngủ thì chúng tôi sẽ mở thêm một cái lô da, đó, lấy ánh sáng khá là đẹp. Nhưng nếu bên kia mà chúng ta làm cái cửa không thì nó cũng hơi bí, nên là thành ra chúng tôi sẽ mở luôn một cái ban công giả. Như vậy thì cái nhà nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thì những cái phòng ngủ như vậy chúng tôi thường sẽ sử dụng cái rèm cầu vồng này, nó sẽ phù hợp hơn là cái rèm, tại vì khi rèm nó sẽ vướng á. Nhưng mà tùy nhu cầu thôi, anh chị có bác nào mà muốn thì nhà mới TV vẫn làm. Cửa thì chúng tôi vẫn sử dụng là cửa nhựa nha quý vị. Này, màu rất là sang. Và nhà vệ sinh, đây là nhà vệ sinh dùng chung cho cái tầng này, rộng rãi và tiện nghi. Khi thiết kế chúng tôi tạo một cái không gian riêng, và ở đây sẽ là cửa kính lùa nha quý vị nha, tấm kính lùa. Chỗ này là một cái hộc, tại vì chúng ta có cái diện tích còn lại nên là khi cắt lên để đồ rất là tiện, rộng lắm.
Sản phẩm sen cũng như là bàn cầu luôn là những sản phẩm chất lượng, còn bên cạnh này sẽ làm cho khách hàng một cái chỗ lavabo, kệ để đồ, kính soi, có sửa luôn. Những sản phẩm này bảo hành và sản phẩm chính hãng cũng như là bảo hành từ nhà máy, bảo hành từ công ty và bảo hành từ nhà máy tivi luôn. Chúng ta lên trên tầng thứ hai này. Cầu thang á, khi thiết kế chúng tôi đẩy qua bên này nên thành ra là nó rất rộng nha quý vị, tận dụng được cái lối đi nó rộng lắm. Đây, lên tầng thứ hai, và tầng thứ hai này cũng có hai phòng ngủ luôn, và cũng hé lộ phòng ngủ này là phòng ngủ của chủ đầu tư, của chị Mai, rất là dễ thương quý vị. Chúng tôi tạo cho chị một cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Cũng chia sẻ với quý vị là chị, tôi nghe được thông tin là chị làm trong ngành kiến trúc và cũng liên quan đến xây dựng, nhưng mà xây dựng cảnh quan, thành ra là chị muốn nó phòng ngủ á, nó phải gần gũi với thiên nhiên. Cái này á quý vị, trồng những cái cây đây nè, thả xuống rất là đẹp. Và chúng tôi sẽ đóng cho chị một cái ghế ở đây như đọc sách nè, để sách ở đây, để đồ trang trí bên đây. Tại vì khi cái phòng này quý vị sử dụng cái giường khoảng tầm 1m4 hoặc 1m6 là vừa đủ. Chỗ này tôi nghĩ là rất là chill đó quý vị. Đây, đóng lại. Còn nếu mà nắng quá thì chúng ta có rèm rồi. Chúng tôi lắp đặt đầy đủ, trong chi phí chọn gói là có hết nha quý vị nha. Gam màu ở đây rất là đẹp, nhìn nó sang lắm. Không phải là nhà máy TV làm mà khen đâu quý vị, nhưng mà tại vì nó phù hợp. Màu nâu. Đây, chỗ này thì những cái tấm BU, nhìn nó kiểu dạng như giả bê tông đó quý vị, nhưng mà dán lên nhìn nó nhẹ nhàng lắm và thân thiện với môi trường nha quý vị, chứ không phải là sắt thép nhiều đâu. Cái màu này tôi rất là ưng. Khi đóng cửa phòng ngủ này lại đây, với một cái không gian khoảng tầm 20m2 thì làm cho chị thêm một cái không gian hơi chill nữa. Chúng tôi sẽ uống cái phần gỗ này lại quý vị nha. Đó, chỗ này làm những cái kệ chị để đồ. Chỗ này chị cũng đã trưng bày một cái này thủy sinh hay sao quý vị. Và nó là cây nó sống thật á, rất là đẹp và có đèn led luôn quý vị nha. Đó, nhìn rất là đẹp. Bên cạnh này sẽ có một cái tủ, tại vì ở đây chị không muốn để tivi nên thành ra chúng tôi sẽ làm một cái không gian này với một cái tủ áo bên này. Chỗ này để một cái chỗ để chị để đồ rồi, khá là đẹp. Cái không gian này chị sử dụng là vừa đủ quý vị. Kể cả để một cái bàn học bên này cũng được nữa, làm việc bên này cũng được nữa. Nhưng mà theo tôi thì tùy theo nhu cầu thôi quý vị, chúng ta sử dụng như thế nào thì chúng ta cứ làm cho một cái phòng nó vừa đủ xài, cũng như là vừa đủ với không gian. Thì với cái cách mà chúng tôi thiết kế là một trệt một lầu một tum, một trệt hai lầu một tum, thì hai tầng lầu này sẽ đẩy các phòng ngủ ra phía trước và phía sau. Thì khi mà đẩy ra phía trước á, chúng ta có không gian trước, phía sau chúng ta không không gian, thành ra chúng ta sẽ tạo thêm một cái giếng trời. Thì lúc đó thì cái không gian phía trước phía sau đều có cái không gian thoáng. Đây là phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ cuối, rất là đẹp. Nó cũng giống như phòng ngủ ở phía dưới này, chúng ta để xem thôi. Cũng là những cái bản chúng tôi làm giống nhau, nhưng mà đẹp nha quý vị nha, thật sự rất là đẹp á, rất là dễ thương. Màu phối cũng như là những cái điểm nhấn nó phù hợp, nó không quá lố và nó cũng không quá màu mè. Bị anh chị nói là màu mè nhiều quá nên lần này cũng bớt lại chút xíu. Chúng tôi luôn muốn nhận được những đánh giá từ quý vị các bạn, từ những người xem thực tế. Và bên cạnh đó có những công ty xây dựng hoặc những đơn vị thi công, họ vẫn comment, họ vẫn giao lưu quý vị. Và nhà mới TV rất muốn, tại vì chúng tôi bản thân đi xây dựng những căn nhà thì cũng luôn lắng nghe ý kiến, nhật đi học hỏi thêm để có những cái không gian đẹp. Tại vì cái đó có lợi cho mình mà quý vị, cũng nên học hỏi. Chỗ này, cái phòng này đẹp lắm quý vị, cũng như là hai phòng mặt tiền thì nó sẽ có không gian nhiều hơn, ánh sáng. Chỗ này bàn trang điểm. Những cái sản phẩm này nhà máy TV làm đầy đủ quý vị nha. Đây nè, khi làm chúng tôi sẽ làm thêm một cái song sắt ở đây để bảo vệ, coi như là khi đóng lại ngủ nghỉ thì nó sẽ phù hợp hơn. Chỉ một xíu nhỏ gọn thôi nhưng mà rất là đẹp. Chia sẻ thêm là quý vị, chỗ này chúng tôi sẽ làm thêm một cái cửa lùa. Đó, cái hệ cửa này rất là tốn tiền quý vị, rất là tốn tiền. Chỗ này sơ sơ khoảng tầm gần 4-5 triệu quý vị, vừa lên ánh sáng vừa đóng lại luôn nè.
Tại vì cái chỗ này á nó rất là lợi hại nha, chúng ta lấy thoáng và lấy ánh sáng để nó sáng trong căn phòng, chúng ta không mở điện nhưng mà bên hông họ không thấy được. Chỉ có cửa chính thì cửa chính có rèm rồi. Cũng như ở dưới thì phần này cái lô da chúng tôi chừa khoảng tầm khổ 60 80 thôi, vừa đủ rồi, tại vì vừa một phòng ngủ, mở cửa vừa là được rồi. Đó, nhiều khi chúng ta muốn thoải mái thì mở ra lấy ánh sáng, chỗ này đặt một cái tivi lên là vừa đủ. Và hai tầng là ba phòng ngủ và một phòng sinh hoạt chung. Chỗ này cũng có một nhà vệ sinh và nhà vệ sinh này cũng giống như nhà vệ sinh ở dưới luôn quý vị, giống y như luôn, hai cái giống y nhau luôn. Trên này sẽ có một cái tầng tung sân thượng trước và sau. Chúng ta tham quan căn nhà này và tôi hy vọng là sẽ nhận được nhiều đánh giá về cách thiết kế mới nhất mà chúng tôi mới làm, cũng như là luôn đem đến những cái mới mẻ trong cái thiết kế khi con chọn gói, và có nhiều sản phẩm nên chị chọn lựa. Đây, một cái tum quý vị nha, một căn nhà nhỏ gọn, không nhất thiết là phải to 100, 200 hoặc là 150 mét, không cần thiết đâu. Với căn nhà này quý vị hình dung đi, nó có khoảng tầm 45 mét vuông thôi, chưa đến 50 mét, nhưng mà có 3 phòng ngủ, 2 phòng sinh hoạt chung, trong đó có một phòng khách và sân thượng trước và sau. Quá đẹp rồi còn gì nữa, quá chiêu luôn. Trên này quý vị chúng tôi sẽ sử dụng kính cường lực màu trà. Rất tiếc là chúng tôi không bay flycam ở khu vực này được, nên là không nhìn được cái góc cạnh của mặt tiền cũng như bên hông. Chị Mai cũng đã để một bộ bàn 5 ghế ở đây rất là đẹp. Bên này có hai cái cây, hình như cây này là cây lựu của sau quý vị, đúng rồi, nó là cây lựu. Còn cái này là cây hình như là cái cây gì ta, siro siro. Ở trên này chúng tôi làm cái cửa này độc đáo lắm quý vị. Đây, chúng tôi sẽ làm vòm về, có độ cong về nó vừa đủ, nó phù hợp, nhìn nó đẹp lắm. Và chỗ này cũng có thêm một cái mảng nhựa nữa. Và với một cái không gian chiêu như vậy, một căn nhà mà ít thành viên sử dụng, như là 3 hoặc 4 người, 3 phòng ngủ, phòng khách, bếp, không gian chiêu nè, phòng sinh hoạt chung nè, đây giếng trời của khu trung tâm cầu thang quý vị nha. Nhà này 4 mét thì chúng ta sẽ cắt khoảng tầm 1 mét 6 để làm cầu thang, thì tận dụng giếng trời lấy ánh sáng. Chỗ này để máy giặt cũng được, nhưng mà phía dưới để cũng được quý vị nha. Và thêm đây, tôi chia sẻ cái điểm mấu chốt của cái giếng trời phía sau đây. Rồi, phía sau này khoảng tầm 20 mét vuông, khoảng tầm nha quý vị nha. Thì khi thiết kế chúng tôi sẽ cắt cái phần sau để làm cái giếng trời, và cái giếng trời này lấy ánh sáng nhưng không lấy mưa, vẫn lấy không khí nha quý vị. Và điều mà để cho giếng trời hoạt động tối đa công suất mà không bị nắng mưa thì khi làm á phải kéo dài ra một chút xíu. Bản thân nhà mới tivi cũng gặp nhiều tình huống trục trặc quý vị. Chúng tôi làm nó cao hơn chút xíu á, chỗ này nó ngắn á, cái này nó cũng ngắn, thì gió nó hút vô quý vị, mưa nó hút theo, chứ không phải là nó tạt, không thể nào tạt được. Kính này kính cường lực thì cũng rút kinh nghiệm nhiều, nên thành ra đợt này sẽ làm dài hơn, sâu hơn, ngắn hơn, thì khi đó thì nó an toàn tuyệt đối và mưa nó không hút theo. Trên này cũng khá là đẹp và chiêu quý vị. Với một căn nhà phố trong thành phố Hồ Chí Minh, đất chật người đông, diện tích ít, thì chúng ta chỉ có đẩy lên cao, mà đẩy lên cao thì nhà nào cũng đẩy lên thì không có cái view và không có không gian thoáng. Chúng ta chỉ có cách là tạo những cái giếng trời. Ở đây á, thì chủ nhà không có muốn lợp quý vị, cái thang này để lên cái tum, máy năng lượng hay là những cái thiết bị nóng lạnh sẽ để trên đó. Chỗ này thì rào đơn giản vậy thôi, để khi phơi đồ nó không có bay á quý vị. 20 mét vuông cho sân thượng sau, khoảng tầm 16 mét vuông cho sân thượng trước. Và thật vui quý vị, vui vì một cái sản phẩm nữa được hoàn thiện và được bàn giao đến khách hàng. Thật sự nhà mới TV nhận được rất nhiều lời đề nghị, và cũng chia sẻ thêm quý vị, chủ nhân căn nhà này á là cô mẹ của chị Mai, nhưng rất tiếc là hôm nay là mọi người ngại lên sóng. Cô nói là cô là fan cứng của nhà mới TV, và chúng tôi liên hệ với cô để xuống đây khảo sát cái nhà, tình trạng của xuống cấp rất là nhiều và có thời gian rất là lâu để làm phương án quý vị. Bởi vậy anh chị cô bác mà muốn nhà mới TV thi công từ những năm sau có thể liên hệ trước để chúng tôi tư vấn được, tham khảo cũng như là các mẫu nhà chia sẻ đâu đó mọi khâu. Đến sau khi lên phương án thiết kế, chúng tôi sẽ báo giá cụ thể, và có được cái giá cụ thể thì quý vị các bạn có thể là cân đối được cái tài chính, và lúc đó thì lựa chọn đơn vị thi công cũng chưa muộn quý vị nha. Nhà mới TV luôn muốn đồng hành cùng quý vị các bạn, không nhất thiết chúng tôi phải thi công cho mọi người, chúng tôi có thể tư vấn
chia sẻ những cái thiết kế của nhà máy TV đã làm cho khách hàng rồi. Bởi vì khi chúng tôi được lựa chọn, đó là điều diễm phúc lắm rồi quý vị. Và một phần nữa, chúng ta phải có duyên mới làm việc được với nhau thật sự. Quý vị có thể thích nhà máy TV đó thật, nhưng mà chúng ta chưa có duyên. Có nhiều anh chị nhận được bản vẽ từ nhà máy TV và thi công xong rồi cũng chia sẻ với chúng tôi là rất là vui, rất cảm ơn vì được tham khảo những mẫu nhà, và cũng không biết nói gì hơn. Cảm ơn nhà máy TV, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị và các bạn nhớ đánh giá mẫu nhà này nha quý vị nha, dưới phần comment luôn. Lúc nào cũng để một khoảng trống để mọi người đánh giá ý kiến. Và chắc chắn những ý kiến đó thì chúng tôi luôn đọc và luôn lấy làm biết ơn vì mọi góp ý, chia sẻ cũng như là những lời khen ngợi và những lời động viên. Cảm ơn rất là nhiều quý vị nha. Như chia sẻ thì đây là một công trình chúng tôi thi công trọn gói tại Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho gia đình chị Mai. Nhà máy TV hôm nay không được tiếp xúc với khách hàng vì cô chú cũng như chị ngại lên sóng quý vị, ngại chia sẻ như vậy lắm. Nên thành ra tôi cũng sẽ cụ thể chi tiết như thế nào về mẫu nhà này nha quý vị. Công trình này chúng tôi thi công cho gia đình chị Mai. Trước mắt là cảm ơn cô chú và chị rất là nhiều vì đã tạo điều kiện cũng như tin tưởng để nhà máy TV xây dựng công trình này lên. Hoàn thiện trọn gói công trình này trên diện tích là khoảng tầm 50 mấy mét vuông quý vị. Tại vì cái diện tích xây dựng nhà là khoảng tầm 4 × 11, chiều dài thì khoảng tầm 12 mét, là đâu đó khoảng tầm 50 mét đi. Thì hoàn thiện một trệt, hai lầu một tum. Chọn gói những cái nội thất mà chúng tôi chia sẻ vừa rồi thì chọn gói là 1,7 tỷ cho công trình này quý vị nha, tại thành phố Hồ Chí Minh. Và ở các tỉnh thành khác thì nhà mới của TV cũng đang thi công các công trình, thì mỗi công trình giá cả sẽ khác nhau nha quý vị nha, kèm theo nội thất cũng như là những cái vật dụng khác nhau. Nhưng vật liệu xây dựng chúng tôi sử dụng cho các công trình là loại 1 trên thị trường. Cảm ơn rất nhiều vì đã được quan tâm và được ủng hộ. Nhà máy TV gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình chị Mai. Chúc cô, chú và chị luôn được may mắn cũng như là sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều một lần nữa vì đã ủng hộ và lựa chọn con. Cảm ơn cô, cảm ơn chú, cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video sắp tới nha. Hé lộ ở video sắp tới, nhà máy TV sẽ chia sẻ một mẫu nhà gác lửng phong cách Indochina chắc chắn sẽ là điểm mới và độc đáo. Cảm ơn vì đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions, sharing stories that we never had. The end is real. I think we're searching for reasons not to be like this. Fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.